Mời quý vị và các bạn đến với podcast Điểm tin của báo Tiền Phong, tin nóng ngày 29 tháng 5. Bốn ngân hàng thương mại nhà nước sẽ bán vàng trực tiếp cho dân từ ngày 3 tháng 6. Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin bị truy tố vì tội khi quân. Messi nhiều khả năng không tham dự Olympic Paris 2024. Sau đây là nội dung chi tiết. Trao đổi với báo chí, ông Phạm Quang Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, thứ hai tới ngày 3 tháng 6, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước, Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank, theo mức giá do cơ quan này xác định căn cứ theo giá thế giới. Nhóm ngân hàng này sẽ bán vàng trực tiếp cho người dân. Ngày 29 tháng 5, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với lực lượng liên quan xác minh, điều tra nội dung tố giác của bà Phạm Thị Hương Tràm, ca sĩ Hương Tràm. Hương Tràm chia sẻ bản thân vô cùng hoang mang lo lắng khi có nhiều thông tin sai sự thật, vu khống xúc phạm nghiêm trọng tới danh dự của cô. Chia sẻ với báo Người Lao Động, luật sư Trần Thị Thanh Thảo, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Thảo Trần cho biết, Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định hành vi vu khống người khác có thể bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng và phạt tù với mức cao nhất từ 3 đến 7 năm. Liên quan đến vụ việc cô gái vào nhà hàng 5 sao gọi món với hóa đơn hơn 11 triệu đồng, sau đó không trả tiền, bà Nguyễn Thị N, 55 tuổi, mẹ T cho biết, con gái có tiền sử bị trầm cảm và phải điều trị từ năm 2019, sau quá trình đi học ở nước ngoài. Từ đó tới nay, T thường xuyên đi ăn ở các cửa hàng và không trả tiền. Bà đã không ít lần phải trả rất nhiều tiền cho con gái, cứ liên tục như vậy đã khiến gia đình kiệt quệ. Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án và đơn kháng cáo của bị cáo Võ Thị Mỹ Hạnh, 27 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hạnh là cựu tiếp viên hàng không. Trước đó, cuối tháng 3 vừa qua, Hạnh bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 3 năm tù về tội môi giới mại dâm. Đồng thời, tòa buộc bị cáo nộp phạt bổ sung 10 triệu đồng và 20 triệu đồng tiền thu lợi bất chính. Sau phiên sơ thẩm, cựu tiếp viên hàng không đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Hôm nay 29 tháng 5, giới chức Thái Lan thông báo, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra bị truy tố về tội khi quân trong cuộc trả lời phỏng vấn năm 2015 với báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc. Người phát ngôn Bộ Tư pháp cho biết, ông Thaksin không thể xuất hiện tại phiên tòa ngày 29 tháng 5 vì mắc Covid-19. Ông Thaksin phủ nhận mọi cáo buộc và nhiều lần cam kết trung thành với chế độ quân chủ. Khách sạn đầu tiên trên thế giới được xây dựng trên một cây cầu sẽ đi vào hoạt động từ tháng 7 tới tại Seoul, Hàn Quốc. Khách sạn bao gồm một phòng khách, một phòng ngủ và một phòng tắm, có thể đón tối đa 4 khách. 5 cửa sổ bằng kính sẽ giúp du khách ngắm nhìn sông Hàn từ mọi vị trí trong khách sạn. Một đêm nghỉ tại khách sạn sẽ có giá từ 345.000 won đến 500.000 won, tương đương 6,4 đến 9,3 triệu đồng. Messi nhiều khả năng không tham dự Olympic Paris 2024 dù đã nằm trong danh sách cầu thủ được cân nhắc. Siêu sao này từng có được huy chương vàng ở Olympic Bắc Kinh 2008, nên việc tham dự Olympic Paris 2024 để có thêm huy chương vàng cũng không phải là mục tiêu hàng đầu. Ngoài ra, Messi cũng sẽ tham dự Copa America trong tháng 6 này, nên thể lực là vấn đề với siêu sao 37 tuổi nếu anh tiếp tục dự Olympic Paris trong tháng 7. Tại môn bóng đá nam Olympic Paris 2024, Argentina ở bảng B cùng với các đội Maroc, Iraq và Ukraine. Quý vị và các bạn vừa theo dõi podcast Điểm tin ngày 29 tháng 5. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.